Hello anh em. Nay quay cho anh em xem. Mình đang build lại con GDX 1300. Đó là Hayabusa ha. Đó. Thì nay mình đi keo đen. Tại vì cái hãng xô này xài keo đen, mình đi keo đen. Thì con xe này thực sự nó tầm khoảng odo 10.000 thôi. Rất là mới. Đó. Đồ anh em nhìn thấy rất là mới không? Bên trong rất là mới. Lấy chai nhớt bơm thêm vô mấy cái tay. Chai nhớt bóp vô. Dưới bộ heo. Bóp vô heo với bộ số luôn. Kỹ mấy cái đó. Xe này mình vẫn không có rớt đầu ha. Nè, đây là keo zin ha. Chưa mở đầu nè. Đó. Thì cái xe này quay cho anh em xem là tại vì nó bể lốc dưới. Nó bể lốc dưới, mình thay lốc vô thôi ha. Mình thay lốc vô. Đây là cái xe hôm bữa bị tai nạn ở Tiền Giang á. Mỹ Tho, Tiền Giang. Mình đã mua lại, mình build lại. Và đã được ông anh mình đặt cọc luôn rồi. Mình sẽ quay cho anh em sau khi thành phẩm. Đây là cái lốc máy dưới nó bị bể ha. Đó. Cái người biết làm thì người ta không có sợ. Cái người ta biết người ta cũng không có sợ. Đây. Xe nó chỉ bị chày bên sườn này thôi. Cái này mình dặm sơn lại hết, nó không ảnh hưởng tới cái chất lượng của cái độ chuẩn của con xe. Thì xe này lúc trước mua hơn 400 triệu. Bây giờ mình để cái giá rất là tốt, rất là bất ngờ cho ông anh. Thùng xăng nó bị mớp bên này. Nhưng mà mình không dùng thùng xăng này luôn. Mình sẽ dùng một cái thùng xăng khác cho ảnh. Thật sự mình sẽ thay cho ảnh rất là nhiều thứ. Bộ cổ bô này cũng vậy, mình sẽ thay một cổ bô khác. Mình làm việc, mình build lại theo cái kiểu xài lâu dài, theo kiểu chuẩn, chứ không phải là bùa ngải lại để bán. Và anh em nên nhớ là xe này có sẵn với ship cặp vỏ super cọc xa, vỏ mới. Hồi xưa bây giờ mình bán xe nào nó như thế nào mình luôn nói thẳng là như vậy đó. Và xe chưa làm xong đã có người đặt rồi, thật sự chả có ảnh hưởng gì hết anh em. Thì chủ xe này đang làm giấy chứng minh, đổi giấy thành giấy căn cước á. Có chứng minh của chồng không, không có chứng minh của vợ. Vợ đang làm thẻ căn cước, làm xong thì hai vợ chồng ra chứng giấy. Đây là dàn đuôi, mình sẽ sơn lại để giữ lại zin. Nó chỉ bị chày bên này, chỉ lại sơn bên này lại. Đây cái cổ khác, đây nguyên cổ này mình sẽ đi làm lại cái đường co chữ Y nè, để đi ra hai cái bô ha. Đó, lấy cái cổ bô nó khác qua. Cổ bô này còn bầu luôn, mình sẽ bỏ bầu luôn. Không sử dụng tới bầu nữa. Để cho cái máy ra cho nó nhẹ. Xe này đã độ cụm bơm xăng luôn à. Để qua rất là nhanh. Đây là con Multis 1250S. Mình demo cho ông anh. Mình demo cho ông anh. Bữa giờ mình không quay cho anh em nhiều ha. Tại vì bữa giờ mình đang bị cảnh báo. Đó. Xe này mình mới dọn. Bảo dưỡng tổng quát làm lại hết cho một người anh gửi qua. Tình trạng là để lâu không xài. Rồi cái đường nước nó đóng đất rồi trong đó, nó đóng sình ở trong đó, nó không có bơm nước, không quay quạt, không giảm nhiệt được. Két nước thì sệ một bên. Đó. Thì người ta không biết, người ta chạy cái ở đây nó không có báo nhiệt độ ở trên cái đồng hồ. Nên người ta chạy bị thổi ron, làm ron rồi. Máy nổ rất là êm. Dấu không dấu ốc nè. Mở ra không có dấu luôn nè, thấy không? Đó. Rất là kỹ đường ốc. Anh em nhìn xe mà bình xăng con mình bảo dưỡng lại nè.
nhấn là nổ, không cần phải lên ga gì, xe bên mình làm vậy. Bình xăng con mở ra, phục hồi và vệ sinh. Dấu ốc rất là đẹp, chứ không phải mở ra tại lay ốc nè. Anh em nhìn kỹ, thật sự đã mở ra hết rồi, nhưng mà ốc ác còn rất là đẹp. Đó. Máy à. Xe này á, thật sự còn đẹp lắm anh em. Nồi chưa mở nè. Đó, mình chạy thử nồi nó còn ngon cho nên mình không có mở ra để kiểm tra. Chạy là biết rồi. Nếu mà nó không ổn định mình sẽ mở. Thôi nó có dấu ốc với cái rô zin nó uổng. Mở đầu ra mình cũng làm rất là kỹ nha. Đó, sẵn vệ sinh sấy bắp đồ này kia lại hết. Xử lý dàn đầu lại. Xe còn bô zin luôn. VTEC 3 ha. Bữa giờ bị rộ lên cái vấn đề. Vấn đề là VTEC 2, VTEC 1 lên VTEC 3. Nhưng mà nó có những người chơi lâu năm rành á, thì người ta nhìn vô người ta biết liền. Tại vì cái máy VTEC 1, 2, 3 nó giống nhau, nó chỉ khác nhau một chút xíu trên đồng hồ. Đó. Với lại người ta lên đuôi đồ, mở yên lên thì sẽ biết, sẽ thấy. Cái thứ ba nữa là vị trí heo sâu, nó nằm ở dưới, VTEC 3 nằm ở trên. Đó, nó khác nhau đó nha anh em, nhìn là biết liền à. Đó, rồi một số vấn đề nữa. Người mà chơi xe nhiều biết, ta nhìn vô cái số khung, số máy cũng biết nữa ha. Xe này thì theo mình đã đánh giá là xe đẹp á. Cọp thì không phải cọp nhưng mà rất là đẹp. Lý do là xe còn liền lạc, nước sơn zin còn hết. Ốc ác nó đẹp, nó không có bị, nó không bị tè le. Đó, cái thứ hai lý do đẹp nó không được cọp. Nó cũng so với cái xe mà zin không có dặm tuốt là xe này rất là đẹp rồi đó anh em. Cọp là lý do nó ba mấy ngàn, không gọi là cọp được. Tầm 10 ngàn trở xuống, 15 ngàn trở xuống mà nó đẹp hơn nữa thì mới gọi là cọp. Nhưng mà xe này ở ngoài thị trường rất là đẹp rồi. Kiếm một chiếc xe mà liền lạc như vậy ở ngoài chua lắm, không có đâu. Mình nói thật, hiếm lắm. Có thể có đó nhưng mà hiếm lắm. Nhớ là xe này chưa dặm tuốt gì hết nha. Chưa dặm tuốt, còn liền băng. Sơn rin liền băng. Vàng chân phuộc zin nè. Ốc zin còn liền lạc, ốc heo nè. Mình mở ra vệ sinh hết à. Mở ra dấu ốc không có nữa. Tay bố mới. Rồi. Đó. Còn rất là liền. Làm xong hết rồi, rất là ok. Thay da làm phục. Thay da một anh bên quận 7 làm phục. 795 Netmo. Đa số những con monitor nó hay bị chỗ này. Cái chân trống nó bắt vào cái lốc máy đó, mà mấy anh em xài ốc không đúng với lại dặn nó tuôn rang hết, nó tày quầy cái lỗ ốc bên trong hư hết. Mà anh em biết cái lốc máy này nó y như lốc máy xe nhỏ vậy, hai cái mảng lốc nó ép vô, nó muốn xử lý nó hàng taro lại, hàng đắp lại để mà lên răng ốc lại là phải mở cái lốc ra, là phải chẻ luôn con máy ra, rất là cực. Y như xe máy nhỏ mà bị hư ốc nhớt vậy đó. Đó, nó rất là cực, anh em để ý chỗ này, sửa không có được. Muốn sửa là phải mở máy banh ra hết để mà lấy cái lốc đi hàng lại. Đó, chứ nó không có tháo rời ra một cách dễ dàng nào đâu. Hay bị hư lốc. Rồi, anh em nào cần làm gì thì alo cho mình nha. Mấy hôm nay mình cũng bận, khá là bận. Hôm nay chỉ có xe như vậy thôi. Máy còn mới ghê, xe đẹp quá trời. Những con xe này anh em mua về hưởng. Những cái vấn đề gì, thứ nhất nó còn quá mới, thứ hai nữa là làm lại chuẩn á thì chạy rất là ngon, không có vấn đề gì hết. Còn anh em sợ xe té ngã mà làm đúng lại y như xe zin bình thường. Còn mà đã không làm không đạt á thì có làm lại rồi hay chưa làm nó cũng không khác biệt gì.
vấn đề quan trọng một cái là thường nhiều người sợ xe té ngã, mua những xe bao té ngã, thật sự nó đã té ngã làm lại rồi, chẳng qua một cái câu trấn an thôi. Còn mình thì ngã mình nói ngã, té mình nói té, tại vì mình đã làm lại rồi. Bao chạy không có kiểu mà ẩn ẩn lạng lạng ha. Đó. Giờ vậy mà anh em tin tưởng, đây mình làm xe vấn đề khôi phục sửa chữa nè, làm máy nè, bảo dưỡng nè, khôi phục tai nạn nè. Đó. Đây cũng vậy ha. Đây là của khách, không quay nhiều được, không quay cho dùng lòng được, mình quay những cái xe của mình thôi. Đó, giữ thông tin cho khách. Rồi cái ron nó khỏi cần cạo không được em. Những cái ốc mình bắt vô nè, anh em nhìn thấy đó, rất là đẹp chứ không có bè nhòe ốc. Với lại phần xiết ốc nó đúng lực á, cho nên mình bao chạy, những cái vấn đề xe bên mình làm mình bao chạy hết. Rất là sạch sẽ anh em ha, ốc không có bị tòe. Rồi, cảm ơn anh em đã tin tưởng ủng hộ hen. Thì con xe này mình làm xong mình sẽ quay cho anh em xem con xe thành phẩm xong nó như thế nào. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.